ngày 20 mấy bao mà. Nó tầm cỡ 20 ngày này, một ngày nó ăn cỡ bao nhiêu thức ăn hả chú hả? Hai mấy bao á. Mình lớn nhà lúc nhỏ ăn 5 mấy bao, 10 bao. Còn bây giờ là một ngày là hai mấy bao á. Trời đất ơi. Vậy đó hả? À. Ăn à, ông nào mấy ăn thấy mê luôn. Nó tầm cỡ 20 ngày này, một ngày nó ăn cỡ bao nhiêu thức ăn hả chú hả? Hai mấy bao á. Mình lớn nhà lúc nhỏ ăn 5 mấy bao, 10 bao. Còn bây giờ là một ngày là hai mấy bao á. Trời đất ơi. Vậy đó hả? 15.000 con một ngày ăn là 20 mấy bao. Hết hồn cái bài dịch chưa các bạn? Thức ăn này nè các bạn. Đó, anh xài thức ăn này là anh nói bữa hay bữa thì bay rồi. Rồi, vậy là còn ở dưới còn tớp nữa. Dài dài trong đó thì để nước hết trơn luôn ha. Đó, các bạn. Ăn rồi thì anh em ăn xong rồi thì lại đây uống nước thì khỏe mau lớn thôi. Xa xa một có một cụm để cho uống nước các bạn. Nó cũng nhiều lòng lắm luôn nè. Có nhiều đâu, có 15.000. Rồi ở dưới còn tớp nữa kìa. Kìa, còn tớp đang lên nữa kìa. Hồi nãy giờ mình tưởng hết, ai về đó còn ở dưới cũng khá nhiều nữa kìa. Còn dưới này không cũng mấy ngàn nữa. Bé ơi. Rồi còn ở dưới đây một tí nè, ít nữa. Đây đây. Lôi dịch. Có 15.000 à.
15 ngàn. Ở trên đây thì cũng như là chuồng khô đây các bạn. Ở chuồng trên đây thì chuồng khô cũng như là mình đã để cho nó nghe tối nó về nghỉ ha. Còn bên đây thì chuồng nước nha các bạn. Đó, chuồng nước của anh cũng lớn lắm luôn nè. Đó. Đó, nguyên một cái mé này, sông dài luôn, bông lưới mép ngoài chân luôn ha. Bên đây thì có chuồng khô. Còn đây thì chuồng nước nguyên một mé luôn. Chiều thì bắt đầu là sẽ cho em mình vô đây nghỉ. Ô, nó ra chính là từ bến lên thôi đó. Cái này mà lớn lên mình thả một cái nghe nguyên một cánh đồng luôn. Đây các bạn. Lên kiếm củi lên trên bờ đâu. Nó thọc của mô hình. Đi thằng chó rồi sáng tao bị chó rượt mày ơi. Đây bắt đầu chú ông đổ thức ăn kìa các bạn. Một ngày 20 mấy bao mà. Ngày 20 mấy bao thức ăn. Tiếp tục vô chổng chú ông giác ra nữa. Hồi nãy ở đây cũng có mà lên ăn tăng hết nha các bạn. Bây giờ thì ở đây tiếp tục đổ anh em tiếp tục ăn nữa nè. Chú tiếp tục cái giác nào đổ nè.